Nào, hôm nay anh em review lắp bộ điều hòa cho con xe su cóc nào. Đấy, con này đây các bạn nhìn thấy không? Con này gần như là không có dàn lạnh này, không có quạt này, không có gì luôn. Đấy, nhưng mà anh em có cái sáng kiến là lắp vẫn lốc sắt tích nhá. Đấy, điều hòa đóng ngắt như không, đảm bảo rất là nhẹ máy. Thêm tí ga nữa đi. Ra sau, ra sau. Đây, đây lắp cái dàn này, dàn ốp trần. Lắp dàn ốp trần, như điều hòa gia đình luôn. Con này nó còn có cả công tắc này, đèn trần nó sáng này. Đấy, bảy cửa nhá, bảy cửa gió. Ngồi lạnh thôi rồi. Cái xe su mà mùa hè này không có điều hòa thì nóng lắm. Đây là xăng đổ ga cho xem. Đổ ga nữa đi, xăng nữa đi. Đây đang tiếp tục sạc ga này. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa cho nó mát. Suzuki 500 kg. Đấy, chế quạt ốp trần này, chế quạt dàn ốp trần này đẹp không? Nhìn hơi bị đẹp luôn. Bản thân con này nó chủ trước người ta bỏ hết đấy rồi, bỏ hết cái dàn dàn lạnh ở dưới chân, không còn gì cả. À, nhiệt độ vẫn tiếp tục xuống này, nhiệt độ vẫn tiếp tục xuống nhá. Chế cái độ ốp trần này nhìn cho nó sang, rất sang luôn. Đấy, chế cái điều hòa là bảo chạy rất nhẹ tải đấy. Cái dàn này lạnh rất sâu nhá, dàn lạnh thực sâu ấy. Đây, nhiệt độ xuống này, còn xuống nữa. Nếu các bác mà xe những cái su này mà chưa có điều hòa nhá, hoặc là bỏ hết dàn lạnh như này rồi, thì có thể là anh em chế bằng những cái dàn như này, dàn treo trên ốp trần này. Đặc biệt cái dàn này là nó là dàn dạng như van vuông này, van vuông này lạnh rất sâu. Đấy, lạnh rất sâu, cực kỳ sâu luôn đấy. Này, nhiệt độ các bạn không thể tin nổi, su mà nó còn xuống được như này, thấy chưa? Riêng su còn xuống được như này thì phải nói là kinh khủng đấy. Lắp dàn này hay đấy, lạnh sâu, lạnh cực sâu luôn. Này, vẫn đang nhiệt độ vẫn đang nhảy tiếp này. À,
Con này áp đẹp phết. Áp này. Áp rất đẹp luôn. Nhiệt độ là được đấy. Này, nhiệt độ này. Nhiệt độ xuống chưa? Xuống tận 6 độ mấy rồi này. Ok đấy. Đây này thì làm sao mà cần phải không cần phải lắp dàn kiểu dạng dàn zin nữa, chỉ cứ lắp cái dàn ốp trần này rất mát này. Rất sâu. 6 độ 3 rồi này. Nhẹ lạnh tê người luôn. Ok đấy. Tức là mình vừa review xong cho anh em cái xe SU. Bản thân con SU này là đã bỏ hết dàn lạnh rồi. Bỏ hết quạt các thứ, hộp dàn lạnh không có. Cho nên là mình lắp cái quạt ốp trần, à cái dàn ốp trần như này nhá. Nếu mà anh em có nhu cầu lắp đặt điều hòa cho xe SU thì có thể là cứ để comment ở dưới cái video này. Đấy, hoặc là liên hệ với mình qua số điện thoại 085 672 7222, hoặc là có thể đến trực tiếp gara BMT địa chỉ số 1 ngõ 319 Tân Trinh, Hà Nội. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đây. Tiếp tục giảm. Đó, nhưng mà để tầm này nó ngắt thôi, để ngắt tầm này nó bền lốc. Lạnh sâu quá rồi, đi lại rét run.